Em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em có lên đơn cho các bác khách hàng để lấy các bộ check chế rời ở ngoài. Đấy, có rất là nhiều các bác khách thích chơi check chế rời ở ngoài để nâng cao tiếng tép đúng không ạ? Anh em lưu ý nhá. Thì ở nhà em ấy thì có cả cái check mà em đóng thành cái hộp gỗ sẵn rồi. Thì chi phí nó sẽ cao hơn, có nhiều bác khách là không cần. Ta chỉ cần chơi một bộ check và để trên nóc loa thôi. Thì mình sẽ hướng cái mặt phễu này trên ở cái nóc loa này. Đằng sau của nó sẽ có cái củ tép 450 neo như này này. Đây. Các bác một là chơi qua tụ trở thì em tặng nhá. Còn chơi qua phân tần thì anh em phải mất tiền mua đôi phân tần này nữa là 150. Anh em thì cứ cộng cho em thêm 150 đôi phân tần này vào. Còn nói anh em mà chơi tụ trở thì em tặng. Tụ trở này làm gì? Để chặn cản cái tép này, để chống cháy tép và để cho tiếng tép nó sẽ mềm hơn. Đấy, bình thường chặn tụ trở thoải mái đi anh em nhá. Anh em không sợ bảo cháy hơn hay gì đâu. Mà khi qua tụ trở thì cái tiếng chung của con tép nó sẽ ra nhiều hơn. Còn khi anh em qua cái giải phân tần này thì nó sẽ cho ra tiếng tép nhiều hơn một chút. Đấy. Và nó cắt bớt cái giải chung đi. Đấy, thế nên em hàng như nào thì em phải nói đúng như thế để cho anh em cùng chơi. Tất nhiên là mất tiền mua phân tần nó sẽ hơn một chút rồi. Vì là nó sẽ cho cái lời bé đi và cho tiếng tép nhiều hơn. Đấy, nó cản cái tiếng chung lại. Thì đây là cái phễu 1128. Các bác lấy với cả một bộ tép neo bi này. Đấy, một bộ tép neo bi này là neo bi giờ xếp côn dẹt này. Các bác chế rời ở ngoài thì em bán cái mẫu này nhiều rồi. Em tặng cho các bác bích nối này. Phễu hình chữ nhật này 1128 có cả 1532 nhá. Và đôi phễu này cả tép cả phễu là 1,1 triệu một bộ. Đấy. Cả tép cả phễu bao ship rồi, tặng cho tụ trở, tặng cho bích nối nhá. Còn khi anh em muốn mua cái đôi tép 450 BNC này là tép 450 cũng là loại bát ốc thì em lại chuyển cho bích nối để sang gen xoáy. Đấy, tép 450 BNC nhá, từ 120-14 cả tép cả phễu và tặng cho tụ trở để về chế rồi ở ngoài là 600.000 một bộ bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em nhá. Còn bộ check leo khối này, bộ check neo khối này thì là neo giờ xếp neo khối, nó sẽ khác con neo bi kia là cái nõi bên trong kim loại nó sẽ xịn hơn con neo bi kia. Đấy, anh em chơi neo khối của 450 giờ xếp nhìn rất là đẹp luôn, bích 7 màu. Đấy. Bích 7 màu nhá. Thì hôm nay em cũng có ship cho một bác khách là lấy một bộ là có cả phân tần này, có cả phễu luôn. Đấy, bộ neo khối này chốt là một đôi tép, một đôi phân tần, một đôi phễu là 1,4 triệu một bộ nhá. Bao ship rồi. Đấy. Còn anh em mà không lấy phân tần trừ đi 150 nhá, không lấy phân tần. Đây hôm nay bộ 750 như thế. Các bác nhìn ở đây thì đây là 450 thì là củ nó như này. Đấy. Còn khi 750 thì nó như này. 750 B3 nó sẽ là loại xịn giống như con giờ xếp này này, cái nõi bên trong bằng kim loại này. Check 750 B3 cốc nhôm và cái lõi bên trong bằng kim loại bi được mạ chrome này. Bi được mạ chrome và phễu của con Yamaha này thì rất là to. Phễu cao 23 và dài 34. Phễu này là em đang để ngoài mưa thì nó hơi bẩn, tí nữa lau đi xong ship vàng cho khách. Và tép này, một đôi tép của nó sẽ có nguyên hộp xốp như này. Đấy. Anh em chế rời nhá. Chế rời thì qua cái bộ phân tần như này thì của nó là 2,250 một bộ. Là hôm nay em đang gửi cho khách hàng cả tép cả phễu và bao ship rồi, nhận hàng chỉ vì kiểm tra thanh toán. Đây là những bộ check rời. Anh em thích giờ xếp neo bi hay là 450 BNC hay là neo khối của RCF hoặc là neo bi của B3. Neo bi B3 là côn 75 nhá. Anh em quan tâm đến bộ nào có liên hệ trực tiếp cho em. Lấy phân tần thì lấy, mà không lấy phân tần thì em tặng cho tụ trở để anh em về chế rời ở ngoài. Những bộ dàn bị thiếu check, nghe như toàn tiếng trống khô thì các bác chế thêm bộ check vào nhá.